à, vì rất xa về với con. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe. Để phát cho nó thấp thấp đi con ạ. Mày bé Hiếu đi về với ở với bà nhá. Đấy, phải chào bà chứ. Hai tay, hai tay, khoanh tay vào. Hai tay chào bà, con chào bà. Con chào bà. Ờ đúng rồi đấy, ngoan như thế. Đấy. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Con kính chào. Con kính chào các ông các bà. Các ông các bà. Rồi đi đi. Hôm nay thì cháu Lực rất là vui cô bác ạ. Hôm nay thì có bác Chiêm, bác ở bên bác Hà, bác có lại tiếp tục là ra thăm em Quân với lại ông bà nữa. À, bây giờ thì cháu Lực cùng với lại bé Hiếu là đang đi đón bác Chiêm. Lại bé Hiếu thì khi mà cháu Lực nói là bác Chiêm ra ấy thì Hiếu rất là vui. Anh Quân đi đâu rồi? Hả? À, hiện tại thì bác Chiêm đang ở trên đường trên kia rồi các bác. Bây giờ thì cháu Đức sẽ đi đón bác Chiêm một chút. Bác Chiêm thì hôm nay cũng có lấy ra thêm rất là nhiều đồ. Vừa rồi thì đi xuống gọi em Quân, nhưng mà em Quân lại đi cày thuê mất rồi. Một lát nữa thì em Quân mới về được. Đây, đi nhanh nha, Bình Hiếu nha. Đi, anh đi. Hãy nghe đến bác Chiêm cái già cái là chạy lên luôn. Bà đi đâu rồi Hiếu? Hả? Ba mới đây. Bây giờ vừa ăn. Bây giờ vừa ăn. Hả? Rồi đi. Chào bác Lâm nữa. Đấy. Này, bây giờ Hiếu xách cái gì? Đấy, thấy bà lấy nhiều đồ ra chưa? Chào bà, chào bác đi. Chào bà. Chào bà. Chào bác. Chào bác. Hôm nay lại cô Chiêm lại tiếp tục xuống thăm hoàn cảnh của em Quân với lại ông bà nữa cô bác. Đấy, vừa rồi thì nghe tin mà bác Chiêm lên ấy, thì bà Hiếu đã chạy theo cho Lực mà lên luôn. Bác thì có cầm theo rất là nhiều đồ. Bác đeo cái này hộ con một cái bác nhé. Con cảm ơn. Bác ở đây, bé Hiếu đây. Đấy chưa, bé Hiếu chào các bạn, ông các bà đi. Bé, con chào các ông bà, khoanh tay con chào các ông bà. Con chào các ông các bà. Hầu như là bé Mạnh ở dưới kia bác ạ. Hôm nọ cháu đem phần quà của bác xuống với bé Mạnh ấy. Cũng nhớ là quần áo là của bác Chiêm đem cho. Và vẫn nhớ. Bé nhớ như thế. Nhớ ba không? Nhớ ba không? Hả? Con nhớ ba không? Mà có. Bé Hiếu là chưa nói. Vâng, chậm nói lắm bác ạ. Ai đây? À, bác nào đấy? Chị nào đây? Chắc quen rồi. Chắc quen. Quen thì đi. Ôi dồi, cầm được cái gì vậy hả? Ôi bây giờ cầm được cái gì vậy hả? Đây con cầm cái gì nào? Hả? Lực
Nào, bây giờ con cầm được cái gì nào? Sách được cái gì nào? Thì khá là nhiều đồ cô bác ạ. Chắc là cháu được cùng bác với lại anh thêm anh Lâm lái xe nữa. À, đem xuống để cho em Quân với lại ông bà đó. Đấy, không này thì cháu được sẽ không có ghi hình được thêm nữa. Thì là xuống nhà thì cháu được sẽ đi về sau. Đi ô tô đi về nhá. Cứ đi không? Đi Bắc Hà nhá. Đi ở với bà nhá. Bà nuôi Hiếu nhá. Nhá. Đi khỏe nhỉ? Lúc như thế nào? Hãy con xin bà. Con xin bà. Đấy đúng không? Thế là nãy về là đi cày luôn à? Cháu Quân xin mến chào ông bà và chú kia. Chào các bác, các chào bà, chào bác đi. Con chào bác ạ. Ừ, chào. Bây giờ xách đồ nào. Bây giờ Hiếu xách cái này nhá, Hiếu nhá. Hiếu là xách cái nào Hiếu? Được không? Buộc đây vào đây. Xách thôi được. Đây Quân buộc cho ngắn đây. Con phải lấy cái... Quân là cần cái miếng này đi Quân. Lấy cái kia để cho anh xách. Một túi đi. Bác có đem cả giống dâu cho em Quân để trồng đấy các bác ạ. Rất là nhiều đồ. Ý, cái này thì vỡ đấy. Thì vỡ đấy, lấy cái nhẹ nhẹ đấy thôi. Cho vào đây. Cái keo gì đây? Đấy. Cái keo gì đấy? Túi nặng không Quân? Mấy giờ? Thế mà không biết đây là cái gùi lên gùi nhỉ? Mấy giờ? Vâng, mấy cái cây á. Nào Hiếu, đi về, đi. Hiếu, đi với bà đi, đi với bà đi trước đi. Rồi, ok. Đây, đi, đi. Anh ơi, em cầm nào, đi, xuống đi. Đi, đi, đi trước nhanh nhanh. Đi. Nào. Ai rồi thấy bà lên thì cũng đi đi. Ôi, bà vừa đi là vừa dìu cả bé Hiếu này. Tay sách nách mang đây. Thấy bà lên là lên đón bà nhé. Yeah. Quân là vừa rồi là hộ bác cày hay là như nào Quân? Đi hộ cày à? Ừ. Sao mà mấy đứa có mượn lại được của mấy cây của bác không? À, bác cho mượn đúng không? Là mình cần phải mua dầu đúng không? Đi từ từ thôi con. Ngã đấy, đi từ từ thôi. Buổi sáng sớm nay bác Chiêm có lên trên nhà của em Mạc Sử là trồng đưa giống cây mận với lại cây lê sang để mà trồng, thì cũng xong trồng hướng dẫn em Sử là trồng xong hết rồi. Chiều thì bác lại tiếp tục là đi xuống thăm em Quân với lại ông bà nữa. Một lần bác Chiêm sang là phải nói là đem rất là nhiều phần quà, 3-4 người thì mới vận chuyển được hết. Ui dù. Nào đi con. À đây nhỉ. Bà đi lên xá nhau không Quân? Bà lấy can lên trên trên nhà. Mấy chú kia xem những ai xuống hiện. Đi mua dầu với cây á?
Đấy, mọi cái hết đấy chứ. Cái chỗ đất này xuống nhà quân ấy, chỗ này là đất đỏ trơn lắm bác ạ. Nếu mà mưa ấy. Chỗ này là mưa là trơn lắm. Vâng. Ô trơn, trên này cày sắp hết rồi nhỉ. Vâng. Ở bên kia có mỗi thửa ở nhà quân là chưa trồng, chưa cày. Ừ. Mỏi tay quá. Đây nè nè. À. Dựng nhà hay làm gì đấy? Làm nhà gì? Làm nhà cho. À. Ui con. Đi cẩn thận. Đàn lợn. Đấy, có quả sai như vậy nhỉ. Trên này còn mọc mấy quả đây này, cho ra mấy quả đấy bác ạ. À. Ôi xem. Ý là xem cái mạnh nào. Đấy, Hiếu khổ chưa? Hiếu bảo đi đón bà mà toàn thì bà ra tay thôi, Hiếu ơi. Nào, đưa tay đây. Vậy nhưng cũng đường đi xuống nhà quân thì đi đi rất là khó khăn của bác. Ôi nhưng mà bác Triềm vẫn không có nản lòng, vẫn gọi là lúc lần nào ra thì cũng đều gọi là tay sách quốc mang nhiều phần quà để tới cho em quân cùng với lại ông bà. Ai rồi đi tung tăng quá rồi. Vậy hôm nay bác sang rồi bác lại hướng dẫn cho quân là cắt kìa những cái cây mà đặt trước bác ra là bác ấy hướng dẫn quân cũng như là cùng quân để trồng. Cũng à? Mau không? Đi đâu không? Ông đang làm cái gì nè? Làm gì đây ông ơi? Ông đang đun nước à? À. Ông đang đun nước pha nước chè à? Úi giời, tí nữa thì mắc cây hay nhở? Hơi bị mỏi luôn đấy, nhìn Hiếu nhỉ. Chỗ này bà sợ quá. Hơi bị mỏi đây. Ôi giời. Hiếu đi lấy ghế cho bà đi. Đi đi, Hiếu. Con tắm hơi bà về đây. Về đây. Tắm hơi bà về. Đấy, con tắm hơi bà. Con tặng ở bác này. Đấy, cho bà ngồi đấy. Nóng, ít đồ. Biếu ông bà và hai bé. Ôi dồi, đi đi. Đây ông ơi, có hộp sữa cho ông. Đây hộp cháo nhá con nhá. Cháo. Cháo. Đây là cháo này. Cháo để bé Hiếu ăn sáng ấy. Đây sữa này, sữa cho bé Hiếu này.
Em sẽ bê nhậu. Con uống không con? Nó hơi bảo. Chú. Nó hơi bảo. Con là bộ cốc này. Vâng. Dây áo. Bộ cốc này uống xong rồi để lên cao cao một chút nhé. Vâng. Nhưng mà mày hiểu ném đi á. À. Đây là áo phông nhé. À. Đây là quần mặc áo size M chứ nhỉ, size M nhỉ. Đây là size L rồi. À. Đây. À. Đây, hai cái này quần này. Vâng. À. Còn cái này thì có được hai cái này. Hai cái này sử nhé. Đây là áo cho bà. À. Này. Mày Hiếu này, đấy. Cho mày Hiếu. Xin mà. Hả? Cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Mua bị xin ba. Ui, hết pin rồi. Hello, hello đi. Nó, đấy. Ăn đi Hiếu, ăn đi này. Đấy, bỏ tay ra, bỏ tay. Đấy. Đấy. Hiếu gọi đi. Đấy. Gọi em bé đây này. Hiếu đừng có bóp nó. Má đừng lắng nghe là Hiếu. Hai đừng lắng nghe Hiếu. Đây là giờ cho ông này ông ơi. Chả biết ông có đi có vừa không nhỉ. Ông thử xem nào. Hoa bò hoa là cúng. Hoa có chỗ khẩu đi hoa. Ờ. Có hai cái ổ đó. À. Đây, đôi giày của bà đây. Đấy, hôm nay thì bà hôm nay bác xuống thì bà lại đi lên trên xá game mất rồi, thành ra là chắc phải đây, ông có một cái mũ đội này. Đây đây này ông này, của ông này. Đây. Đấy, của ông. Đây bé Hiếu. Bé Hiếu xem nào vừa không? Ôi giời. Đấy. Đẹp rồi. Thật bất à. Đấy. Cô bé Hiếu đây. Để áo Hiếu của bà. Hiếu không biết xin bà. Xin bà đi. À, à, không xin bà đưa chú đây. Một đây. Áo bé. Xin bà đấy. Xin bà đúng không ạ? Xin bà. Xin bà. Rồi. Đây là quần áo của Quân. Đây. Cái quần. Còn gì đấy. Đây cái này của bà này. Đây. Của bà. Cái này thì quà của bà nội cháu Lực với lại mẹ cháu Lực. Vậy đây thì khi mà bác sang thì bác cũng có đem theo cả quà cho đến với gia đình của cháu Lực nữa cô bác ạ. Đi xa có sách nữa. Đây. Móc này. 100 cái móc này. Thuê quần áo. Móc. Đây. Chậu. Chậu này. Tôi cho 2-3 cái chậu. Đấy. Cả bé thì rửa mặt nhá. Không được dùng chung nhá, rửa riêng ra nhá. Ừ. Đây thì quần áo cho bà này. Quần áo lên cho bà. Đây là của bà này. Đấy, của bà đây. Đây cũng là của bà. Hai toàn áo rét thôi. Đây quần áo của ông đây ông ơi. Đây là cái này của ông nhá. Đây áo rét đây này.
Đây, áo rét là của ông này. Đấy. Con ủ. Con đi vừa thì sai bao nhiêu đây? Đi 40 á? Thế đôi này, 40 là đôi này. Ờ, nhìn chân thế mà đi 40 á? Nếu mà dép thì đi 40. Đây. Đó chính 40. Đấy, ủng 40 thì sợ to. Đây, nếu mà to thì đổi cái này. Bỏ cái lót này ra. Vừa chưa? Ui, chân to phết nhỉ. Em này thì sáng nay mang thêm một đôi, sợ là mưa để cầm thêm một đôi. Ôi trời ơi, thú sợ. Đây, lại bánh bao này. Bánh bao chiều lại hấp ăn. Còn giống rau này tí nó đi trồng ấy. Đây này, nhiều giống rau lắm thì chả biết trồng không xong mai lại trồng nhá con nhá. À, đấy, bây giờ con cất đi cho túi này. Đây, những cái đồ này con cất đi nhá. Đây, cậu bà cho vào túi. Uống đi con này, uống hết đi xong đổ đấy. Bà là không ở nhà thì cứ cho con áo vào đây cho bà nhá. Một tí nữa bà về thì Quân bảo với bà là hôm nay lại có bác Chiêm ra thăm Quân nhá. Mỗi lần bác xuống là bác đem rất là nhiều phần quà tới cho ông cả bà nữa, cả bé Hiếu nữa. Ở đây là những cái phần quà mà bác chính tay là bác đi chọn lựa từng cái một. Ôi trời, đúng rồi. Đúng rồi. Nào bé Hiếu, hôm nay bác Chiêm hôm nay bà Chiêm lấy ra nhiều phần quà đấy thì gửi một lời cảm ơn tới bà đi. Hả? À, bỏ cốc xuống. Ý là chứ bỏ phải không? Tròn cốc lông. Tròn cốc lông. Đấy, tròn cốc lông. Khoanh tay cảm ơn bà. Khoanh tay cảm ơn bà Chiêm. Đấy, khoanh tay cảm ơn bà, con xin bà. Con nhào tay mà. Nhào nhào với tổ bà. Đấy, con xin bà. Con xin bà. Con cảm ơn bà. Ta cảm ơn bà. Con chúc bà. Con chúc bà. Thật nhiều sức khỏe. Rồi. Ăn quá nhỉ, phải hiểu quá nhỉ. Cái này thì bật dưới nó lên thì nó mới nói được nhá. Nhá. Úi, có cái sàng nó ở đâu nhỉ? À đây, cái sàng nó ở đây nhá. Đấy, Quân có cái sàng nhá, Quân nhá. Hết là cần sạc đây này. Cho em chơi đây này, nó sạc đây này. Đây, bây giờ bật lên thì nó mới nói. Cho hết pin nhá. Cho hết pin rồi. À, chưa hết. Con không bóp đây đâu, hỏng đấy. Đấy. Chuyện nào ấy. Con cầm cái này, con cầm cái này. Đấy. Đấy. Cắt đi, không là rơi mất. Đấy này, ông này. Ông ơi, biếu ông hai vỉ sữa này. Ông với bàn. Đấy, Quân thì ngồi xuống đây xong là rót nước cho bác để nói chuyện với bác một chút. Để bác lặn lội từ rất là xa tới thăm và đem rất là nhiều phần quà tới cho em. Đây. Đấy, thay mặt là ông với lại bà với lại bé Hiếu gửi một lời cảm ơn và một lời chúc tới bác. Xa về với con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn con nha. Cái cây mận thì ấy gì, nay mai rào viên nhé. Vâng. Sợ là họ lại thả trâu bò ấy. À, hôm trước là vấn đề xong à? Này rồi đấy. Nhè, này bằng này rồi. À. Trước là mấy chú lấy trâu xuống rồi giống chú. Đấy.
rào có tre ông chặt về xong rồi rào cái này rào có chắc là phải lên trên rừng già lấy nhưng mà có xa không chỗ nhà anh Sứ ấy, nhưng mà lên tít trên kia thế à? Trên đồi kia nữa thì đi kéo thì chặt được thì kéo bằng cái gì chắc là cũng mượn xe của chú đi kéo thôi chứ nếu mà đi bộ kéo thì lâu lắm đi bộ vác bao giờ mới đến hàng mấy cây thế xa thế này cũng chỉ vác được cây tầm năm cây ấy nếu cây to không vác được 5 cây đâu. Tầm không, 4 cây. 5 cây số thì từ đây đi lên nhà Sứ ấy nhỉ. Phải 5 cây số. Vâng. 5 cây số chắc vác được 1 cây về đến nhà đấy. Nhưng mà đi là nếu mà mình đi là đi theo đường tắt thôi, không đi theo đường đấy. Vâng. Tưởng là đi theo cái đường mình đi thì xa quá nhỉ. Vâng. Hôm nay là bà là không biết là bác Chiêm sang hay sao đúng không? Vâng. Chắc là bà không biết. Lúc đấy là em cũng vừa về đến nhà xong rồi chạy đi cày luôn. Chứ em chưa nói gì đến với bà. Chưa đang bác đang cày. À bác đang cày bên kia. Vâng. Chứ. Mai giúp rồi. Bà Hiếu thì không biết nói theo đâu. Mạnh ấy nhỉ? Dạ. Bé Mạnh ấy nhỉ? Vâng. Bé Mạnh ấy nhanh mồm. Mạnh thì lớn hơn 2 tuổi. Nhưng mà nó đánh lắm đội bên này. Đó rồi. Hát lần lắm mà Hiếu, hát lần lắm ạ. Hát à? Hát thế nào? Bà ơi mà, hát lần lắm. Bà ơi mà. Hát à? Hát có chưa hả? Hát à? Con xin bà mà. Con xin bà. Tắt rồi. Đâu bé, gấu đâu, con gấu đâu, con gấu đâu rồi? Gấu của con đâu? Gấu mà về. Ừ, con gấu mà. Đây. Con gấu mà. Đi khỏe thật nhỉ, mấy Hiếu đi. Đi khỏe leo chỗ này lên trên kia, mình còn mỏi hết đầu gối thôi mà. Leo giỏi rồi đấy. Nhỉ, ui chi. Các bà mang về nhá. Mắn rất là hơn mà. Nhá. Mắn như à. Bà mang về nhá. Nhá. Cho á. Không cho. Mà không phải nhiều như là hơn bà. Mực cực mọc. Bé Hiếu này nghịch lắm. Ừ, năng động. Vâng. Biết sau này lớn lên thì liệu có năng động như bây giờ không? Nó từ bé đấy. Vâng. Trẻ con nó cũng từ bé lớn rồi thì nó thay đổi một chút. Vâng. Lớn thì nó biết đấy. Lớn biết thì thay đổi một chút. Ở con sư tốt nữa mà Hiếu. Con sư nữa à? Áo của con. Nâng à, thái tốt nữa mà. Lắp đi. Đấy. Giỏi quá. Thái khứng. Thái tay khứng à? Thế nếu mà trồng cái ruộng thì gieo mạ chưa? Chưa. Bây giờ không gieo ở đây đâu. Thế gieo ở đâu? Cùng nhà bác địch dưới kia là cùng gieo ạ. Nhưng mà bên này là gieo mạ ấy, mạ nước à hay là mạ khô? Nhưng mà nếu mà gieo trên này là như là lạnh lắm, nó không lên được hay sao ấy. Là mình phải đi xuống tận dưới kia để gieo. Nào Hiếu, đưa cho bà là phải đưa cho bằng hai tay chứ không được ném thế. Này. Dỗi rồi. Dỗi rồi. Chú người uống nước chú. À, ruộng kia là có mỗi thửa ở nhà mình ấy, à con. Cũng là được từ chỗ trước cây này đi đến bên kia đâu. Một thửa dài dài đấy đúng không? Vâng. Còn đất ông bà thì tít bên kia nữa. Chỗ bác đang cày. Nó cứ bị con muốn pha. Đêm đã khuya rồi. Đã khuya rồi. Đúng rồi. Thế Hiếu đi học, Hiếu biết hát không? Ừ? Biết hát chưa? Đi xem giống cây trước hay là trồng rau trước hả bác? Đi xem cây trước đúng không? Cây trên này này. Trước kia là chắc phải lấy dao đi phát đá quân ạ. Lấy dao đi phát xong là cuốc. Rồi là ngày mai lên trên xá xong là đi mua cái lưới kìa. Để quay vào thì mới trồng được chứ không là bây giờ được trồng nữa. Nhà tắm có dễ đi không đấy?
Tắm đấy bác. Ừ, có bác. Con đi xe vào đây. Đi nào. Ai chui rồi. Đây kệ đó, kệ đó. Xem là lợn. Có một con nữa. À một con. Vâng. À, ui dồi, chui hết sang đây. Vâng. Có phân đầy đấy nhỉ. Vâng. Phân này thì mấy đứa đến 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 lúc mà gặp ấy, đến lúc lúc mà cấy. Con bê đây đi. Vâng, có một con bò bê. Để lâu chưa? Từ được xác được tầm chục ngày rồi. Ừ. Đây là vừa lên một tí. Có phải không đấy? Đây này. À ở đấy vẫn tươi. Đây chắc là về góc ra đây. Ờ đấy đúng rồi. Cái cây ở góc là mình để ra hết rồi bác. Ừ. Ơ chết rồi. Kéo bác. Ờ cái kéo không biết để đâu nhỉ. Con này con về xem lấy cái kìm ấy. Có cái kìm. Chả biết để đây ở xe nhỉ. À, chắc là trên xe rồi bác. Ôi chết rồi, chắc là ở trên xe rồi. Vâng, thế thì một tí nữa lên trên thì bây giờ bác dạy cho Quân để tỉa đã. Xong rồi. Xong rồi để một tí Quân lên trên để lấy xuống để tỉa. Đây là lên tốt rồi nhỉ. Vâng. Cái này thì mình không phải tỉa đâu chứ bác. Có, đang nghe là được trước là phải tỉa trước mình mới trồng. Vâng. Nhưng mà lại không có ấy, bây giờ cắt nữa. Vâng. Đấy, tốt đấy. Để mình cắt này nó đỡ nuôi cái này đây này. Vâng. Nó không nuôi cái này thì cái lá cái nó lên rất ngấy tốt. Đấy, sang năm, nếu mà chăm tốt rồi sang năm nữa là có quả rồi đấy. Đây này, nó này rồi đấy. Đấy. Xong về con lại cắt nốt, tỉa cái này đi nhá. Bấm cái này này. Bấm cái này xong là nay mai nó đây này, nó nảy như này là nó mới to này. À. Cái này á. Cắt chỗ này với chỗ này đúng không? Cắt này này, xong rồi cắt hết như này này. À. Cắt những cái tỉa này hết. À. Tại vì đợt trước là đi là không ấy. Nó vẫn lên nhưng mà nó lên chậm hơn. Cái này nay mai là trồng ấy chứ, trồng để trồng ngô chứ. Đây à? Chỗ này này. Không, đây cũng trồng ạ. Đây là hôm trước là lấy trồng. Trồng cái gì? Cỏ. Nhưng mà ý bà là bảo là đợt tới này là trồng ngô này này. Trồng ngô, mình trồng ngô thì cây mận lên rất tốt. Cái góc này, cái góc mình có trồng thêm ngô không hay là chỉ trồng nguyên thế này thôi? Đây về tỉa bớt cái này nhá. Bấm bớt đi. Lên tốt rồi. Nay mà có ấy thì nó có quả đấy. Cái này có quả. Ờ, có quả bé. Hai tháng nhanh hết nhỉ. Cái này liệu còn sống đấy. Đang chuẩn bị nhặt lá. Chịu khó chăm nhá. Ơi cái này không thấy nảy rồi. Đây này à? À ừ. Ừ. Về con bấm cái này nhá. Bấm này. Cái đấy rất là sắc, chỉ cần đặt vào bấm sắc lắm. Bấm hết cái cành đấy đi. Đây này, cái này ra hoa rồi, năm nay có quả rồi nhỉ. Nhưng mà cái loại mận này có phải mận như này không bác? Nếu mà mận tâm hoa là giống, nó giống nhau đấy. Đây cũng là mận tâm hoa mà. Ừ. Nhưng mà cao nhỉ? Cái này là không lấy dây kéo xuống. Đây nhá, ngày mai ấy thì kéo nó xuống xong là cắt cái cành nó tròn lên cao kia à? Bấm đi, lấy kéo tí lên, lấy kéo về xong bấm đi. Đấy, đi này. Để con bấm hết chỗ này cho nhé. Bấm hết này, để cho nó cái này nó lên này. Cái này nuôi cái này nó lâu lắm. Đây. Đấy. Cái này là cái gì đấy? À cái cây. Tỉa hết cái này ra. Cái này là không phải của nó đâu.
Tại vì cái này cái ghép mà. Cái này nó cũng là giống lê. Nhưng mà nó lại giống lê lại khác đúng không ạ? Giống lê khác. Đấy. Cái này nhá, con bấm hết cái này. Bấm lên đây đấy, bấm lên đây nhá. Cái này bấm cắt đi. Cái này cắt. Ừ. Cho nó để hai cái cành này nào. Nào, ui du. À nước không về đây nữa à? Nước thì lúc mà đi đi thả về mới về bác ạ. À. Đây ông nọ hứng 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 cái chậu nhưng mà cái chậu nó đầy thì nó lại tràn lên xuống dưới. Ừ. Ồ. Cái này nó bị úng đấy. Ừ, đây. Bấm cái này. Bấm hết chỗ này đi. Bấm chỗ này để bấm cho nó nay mai nó nảy này này này, nảy cái chỗ này lên thì nó mới tốt. Chứ là chỗ này đỉnh sang chậu, cho chậu đầy. Đầy cho nó tràn ra đúng không? Lên, lên nào, đi Hiếu. Cho nó tràn ra. À, bây giờ gặp cái này nó không về nữa đúng không? Đấy, đây. Như cái này thì để mấy... Bấm cái này. Bấm cái này chỉ để từ ấy đây này xuống. Đấy. Đấy. Đấy, cái này ra. Thế bây giờ xem ở phần gốc ấy, tận dụng trồng được cái gì, trồng đậu hay là trồng... Trồng đậu ngô. Đấy, đậu hay ngô ấy. Trồng ngô nhá. Cái này trồng ngô... Ở bên này là trồng giống ngô gì đấy hả? Được. 911 đấy. 911 à? Vâng, đấy. Ngô bản. Trồng ngô. Ngô bản thì các bạn bắp bé bé. Ờ, đấy là ngô địa phương. Nhưng mà mua cái giống cái ngô kia về trồng cái bắp nó mới to. To hơn. Đúng rồi, cái cái ba con một đấy. Vâng. Đấy lên tốt rồi. Hầu như là cây nào cây nóng cây đấy cũng nở lên 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 tốt rồi, nó không có cây nào mà bị chết cả. Không có cây nào chết. Ừ. Ở đây thì khi mà cô cháu mình trồng thì nó đã có bầu hết rồi, thành ra là nó Nó dễ. Vâng. Đây gì đi. Này mà ra. Này mà ra. Nó cho này này. Đấy như trên này thì nó sai mà nhỉ. Vâng. Mấy cây kia sai mà. Ừ, đấy. Ôi. Ôi nào. Cái này không cầm đi, bẩn, vứt ra đây. Nào, đi về. Ui, ui, con gì đây? Cái này cái gì đây? Đi, anh quăng về. Ui dù, ui dù. Đi giỏi thật, bé Hiếu à. Vâng. Hầu như là gọi là sáng nào cũng đi học ấy. Thực ra là cũng tạo cho một cái thói quen đi bộ rất khỏe. Cái này phát đi xong là cuốc lên để trồng. Nhưng mà không được phun thuốc diệt cỏ đâu nhá. Ở đây có hay phun thuốc diệt cỏ không? Đây nhưng mà nhà quân hình như là không phun được. Có nhà để phun đấy bác ạ. Nhưng mà trồng mận này không được phun nhá. Phun là mận chết hết. Vâng. Mà tốt nhất là không nên phun cái thuốc diệt cỏ đấy. Vâng. Mấy bạc này cũng của nhà quân nhỉ? Vâng, cũng của nhà quân thế này. Bây giờ trồng rau thì ông bảo con thấy quân là trồng là tít ở bên kia có một khóm rau ở bên kia bác ạ. Nhưng mà xa quá. Vâng, nhưng mà ở đây thì nó lại gần gà quá. Gà thì... Ở đây nó lại gần ở đây gà quá. Sao? Mai con đi. Để cắt xong cắt những cái cây kia như kiểu bị đổ ấy nhỉ? Đổ, ừ. Nghiêng nghiêng. Đây. Nghiêng sau. Thế thì trồng nghiêng hay sao ấy? Thế thì lấy cây về đỡ nó. Cái cây ấy. Ui. Ui, đừng có đẩy quá nhá. Chỉ lấy đỡ nó thôi. Nếu nghiêng quá thì cắt như này. Nhá. Cắt cái này ra. Cắt như này xong là để nó nảy từ đây lên. Mai kia nó nảy ở dưới này lên á. Nảy lắm. Trước kia bác Chiêm có ra hướng dẫn để trồng và đấy nó bây giờ tất cả mọi cây nó đều lên hết thì bác lại ra hướng dẫn cho em
Quân lại thêm một lần nữa. Đã nhà mình đến đây gì? Đến đây xem là chắc tầm khoảng 2 cân lưới thôi nhỉ? Vâng. 2 cân còn thừa. Vâng. Cứ mua 2 cân đi. 5-6 quay, nghìn một cân. Quay hết sao? Chỗ này. Nhưng mà chỉ sợ là gà nó nhảy trên kia xuống thôi. Quay hết cả trên chứ. Quay hết cả trên rồi mà. Vâng. Rào hết đây xong quay hết cả trên. Vâng. 2 cân tha hồ mà. Vâng. Xong con về lấy dao phát xong là cuốc để ấy. Vâng. Đi. Về lấy dao mà. Dao với cuốc ấy. Vâng. Bây giờ phát quả thôi. Mai lấy máy cày, có cơ máy cày hay cày. Thế mai bác có lấy máy cày ra đây không? Úi con. Mai là bác cho bác cày. Cày ruộng. Cày ruộng của nhà em đúng không? Cày ruộng dưới kia sao? Xong rồi có lên đây nữa không? Có. Có lên đây à? Lên đây thì cho bác cày qua luôn nhé. Cho bác cày qua luôn xong là lúc nào mà đi xuống xá đấy thì là lên xá đấy, mua cái lưỡi đấy. Để mà về quay xong là trồng luôn. Đấy chứ bây giờ đất này thì bây giờ mà để mà cuốc thì nó cũng khá là lâu đấy. Cuốc là lâu lắm. Đấy. Đấy. Đấy, bác thì cũng còn đi thêm chỗ hoàn cảnh khác nữa. Xong là bác còn bận thêm việc nữa. Bây giờ trồng gần nhà này chăm nó dễ hơn. Xong là có phân tưới tại vì gần nhà thì... Nhà có thêm dao không? Nhà có. Đây lấy dao về đi. Thì nó sẽ tốt hơn. Vâng. Hiếu có biết làm không? Hả? Có biết làm không? Đi đâu? Có đôi lần hỏi Hiếu ấy, bác ạ. Bảo là bố ở đâu? Bảo ở trên này. Dạ. Vâng. Nó cũng chỉ này. Vâng, muốn biết này. Ừ. Bảo là bố ở đâu? Ở trên này. Không biết nhưng mà chắc là cũng chỉ biết là bố đấy thôi. Không biết. Vâng. Là mất nhỉ. Vâng. Bố về đây Hiếu. Hả? Đi đâu? Không có sợ sệt đâu bác ạ. Đấy, chỗ nào cũng đi. Trèo leo giỏi thật đấy. Vâng. Mua bữa ra hiếu, hả? Vâng. Đất tiền xì tốt lắm. Quân thường trồng ngô là một năm bao nhiêu gói giống ngô? Ngô đấy làm ngô bản thì lấy làm theo cân. Ừ thì mấy cân? Chắc cũng tầm. Nhưng mà trồng cái ngô đấy nó không năng suất mấy đâu. Ngô đấy bỏ đấy. Ừ. Trồng cái ngô giống ngô kia kìa. Nhưng mà ở đây là em có muốn trồng cái giống ngô mà cái giống ngô lai không? Hay là thích trồng giống ngô ở bản mình? Ngô địa phương là nó không năng suất mấy. Bà đang hỏi xem là trồng hết bao nhiêu cân để bà mua cho trồng cái giống ngô kia nó mới năng suất. Nếu mà lấy ngô trên kia thì thành gói. Gói nó gói một cân đi. Thế mai tầm độ là lúc nào bác lấy mấy cây đi vào nhà Quân? Ngày mai là tầm ngày kia mới lấy được cái máy vào đây à? Vào đây à? Ngày mai là cây của nhà bác, ngày kia cây của nhà em đến đây xong mới lên máy đi đây. À. Để phát cho nó thấp đi Quân ạ. Hôm nay phát thì chắc là ngày mai một ngày nữa chỗ khô hết rồi xong là gom. Cái này con bò nó có ăn không cái rau thải lại này?
tát đi xong là mai cho khô, xong nếu mà ngày kia đấy thì cái giống rau kia thì phải cho vào cái chỗ dăm dăm chỗ có nước ấy. Là còn con dao nhỏ lắm đúng không Quân? Hả? Hả? Có. Lấy ra đây cho. Đấy, đưa đưa đấy ra. Đây, cẩn thận nữa. Tay múa dẻo dẻo lại băm vào chân này. Cái này phát xong là cuốc hết cả cỏ voi nhé, không cần để đâu. Cái này là mình làm xong ấy thì là vụ nào mình cũng trồng rau ở đây luôn. Đấy. Đấy, chứ cứ trồng rau ở đây luôn. Là mình làm cái này là làm coi như là vườn rau của mình làm luôn. Vườn rau nhá. Đấy là không phải đi xa. Rau thì bà mang cho rồi đây. Cái này hình như đợt trước là buộc bò ấy sao nhỉ? Cho đây chắc là trước là trước buộc bò ấy sao bác? Để toàn là cái này. Vâng. Tốt như này mà. Cái này mà nếu mà để cuốc thì chắc là cuốc cũng phải độ tầm nửa ngày đó bác ạ. Cuốc cây này á, à, phải ngày lớn thì, phải 3-4 ngày. Bác này à, pho? Cái đó mang đây à? Cái đó mang pho đây à? Bà đi đâu vậy bà? Đây là bác của con à? Không phải đâu bác. Hình như là hàng xóm hay sao? À. Cháu cũng chưa gặp. Vâng, cháu đi từ sáng nay rồi. Ừ, pho. Bạn, bác ạ, hôm em này, thầy phụ văn pho à, đắm phát ở đây à, chúc mừng đi về tài cây. Bạn bác ông ma, phân phát không hả? Ừ. Là này lên bực, ông ma, hay quân ông bạc đó, bực bác ấy mà lên và hãy thấy thử này không? À, bực bác ạ, thứ ẩn lưới quay hồi nào? Cảm bác, cảm bà, hồ. Bác ta thấy chú lắm. Quân hai à, bạn đi phòng đi xa này phía, ở trên là băng phía sáng lắm. Quân nó thấy chú này. Trồng này là tốt. Wow. Gia đình Quân thì hình như là từ lúc mà phải nói chắc là phải khổ từ lúc mà bà lấy vợ cho bố của Quân xong. Ừ. Lấy vợ mẹ hai này gì? Lấy vợ đầu ấy. À vợ cả gì? Quân thì được 40 ngày thì mẹ đã bỏ đi rồi. Khổ thật đấy. Sao ở bên này cứ không thương con hay sao nhỉ? Cứ hay bỏ. Như mẹ Hiếu này bỏ đi. Còn là không có làm giấy tờ gì. Không có làm giấy cái sinh gì. Đã bỏ đi rồi. Đến lúc gọi thì không nghe cơ mà. Xong là đến. Xong là và bác của Quân là hình như là đi làm cho. Ừ. Nhưng mà mẹ Hiếu đi lấy chồng cơ xa không? Mẹ Hiếu á? Ừ. Hình như là con cũng không biết được. Thì chắc là bố Quân có bệnh thì chắc mẹ nó mới bỏ đi nhỉ? Vâng. Nghĩ là ở là phải chăm chồng ấy. Vâng. Khổ thân. Con thì nhỏ xong bỏ đi mà cũng không một lời nào đi hỏi thăm con nhỉ. Vâng. Còn không hỏi thăm còn đằng này bé Hiếu còn giấy khai sinh còn phải đấy, không có làm được nữa.
Đấy, phát ra phát đây xong là mai gom cỏ lại. Gom cỏ lại xong là bác là chắc chắn là lên trên này cày đúng không? Nếu mà bác không trên lên trên này cày thì mai anh em mình lại cuốc lên rồi đấy. Chỗ này trồng làm 3-4 luống thì tháo hồ ăn mà. Trồng nhiều loại rau. Vâng. Như nhà xử thì rất là nhiều rau nhưng mà một loại rau. Như rau cải đâu, như rau cải mèo đâu. Ở bên này có giống đậu béo không hả Quân? Đậu béo ấy. Đậu béo đúng mà ăn nó mì mì đấy lắm. À ở bên này là họ có trồng cái lúa nương mà lúa nương đỏ đỏ ấy nhỉ? Trên này á? À? Gạo đỏ ấy. Hình như là ở bên Nam Ma mới trồng bác ạ. Chứ còn ở bên này thì hầu như là bên này có nước thì ít ai trồng lúa nương. Chứ Nam Ma đấy. Vâng. Nam Ma là không có nước thì là người ta mới trồng. Ừ. Đi mua cái ấy lưới về giao đấy nhé. Ừ. Khi nào mà bác cày xong ấy, khi nào bác cày xong thì đi mua cái lưới về. Xong là rào cả trên nhá thì gà mới không bay được xuống. Cắm cọc vào. Cắm cọc vào. Xong là cái dưới thì mình phải lấy như được hôm nọ là ấy vào cái ống nước này. Đóng cái giữ ống nước này. Vâng vâng. Đóng thế dưới chân lưới này nó mới không, vâng. Gà nó mới không chui được. Cái cây như kiểu nó có móc ấy. Đấy, móc xuống. Xuống. Vâng. Nào đứng lên. Đi về. Đi về thôi, Hiếu. Đi về thôi. Ôi này. Thế nào? Ui, chết rồi. Bụng có run á? Hả? Hả? Mày bế Hiếu đi về với ở với bà nhá. Hiếu đi không? Đấy, hôm nay thì bác Chiêm, bác cô xuống và thăm gia đình của Quân. Và đồng thời lại cũng đem theo một giống rau nữa để làm sao mà giúp cho Quân có những khi mà bữa ăn của bác thì sẽ cải thiện hơn. Bác thì ra tận đây và hướng dẫn tận tay và tự và làm cùng em Quân luôn đó bác. Cô bác à. Đấy. Nãy mai là mấy cái bậc này là trồng ngô à Quân? Mấy bậc này. Thế để cuốc cả cái chỗ trồng mận kia này trồng hết đi. Nhá. Chắc chỗ này khoảng 3-4 gói nhỉ, nếu mà mấy bà kia với bên kia. Vâng. Nhưng mà ở kia thì chắc là nếu mà phải dùng tay cuốc thì mới cuốc được. Còn bây giờ đấy, lấy cày cày thì chắc cày không được rồi. Ừ. Mình chỉ dãy cỏ nó đi thôi. Vâng. Dãy cỏ, phơi cỏ xong là mình trồng được mà. Ở đây vẫn dùng đạm, dùng lân đúng không? Đây vẫn dùng ạ. Ừ. Nhưng mà trong ở gần nhà này gà ấy nhỉ, gà hay hay. Vâng. Nhưng mà đến mấy nữa đến cái mùa mà trồng đậu tương này này thì bà con sẽ lại nhốt hết gà vào. À. Đấy, thì mới được chứ bây giờ mà thả gà thì gà lại bới hết. Vâng. Đây, mang cuốc ấy này về đi. Đấy có la rong không phải đi mua. Ôi. Chép rơi cũng không biết bảo à Hiếu? Hả? Đấy. Làm như này tắm nó mới không bị gió. Vâng. Đây này phân lợn đầy đây này. Nào, đi chép vào. Sao chó cắn hết dép hay sao ấy? Xem nào, xem bé B nào. Con đực hay con cái bé bê này? À ừ, thế lại được giống rồi nhỉ? Nay mai lại có giống rồi.
đấy, con cái thì nay mai. Cái này nuôi dế đúng không? Vâng. Nuôi là bây giờ căn này là của mình. Vâng. Hay là của họ? Con này con của mình. Thế nay mai làm để thì mẹ con của họ đúng không? Vâng. Nhưng mà bò này có biết cày không? Có chứ, nhưng mà bây giờ có con nhưng không cày được. À ừ. Có con thì không cho đi cày được nữa. Bây giờ con bò bê này nếu mà... Mười mấy ngày dạ. Trong đế phép nhỉ? Vâng. Chắc đến tầm 10 ngày, 15 ngày. Ừ. Đấy. Cũng đi ăn cỏ đấy. Không chết rồi, chứ quên rửa tay rồi. Đi xuống rửa tay đi. Rửa đấy cũng nhiều không ạ? Hả? Rửa đấy cũng nhiều. Bà Quân đang nấu cơm hay sao ấy? Cho nấu cơm sớm đi. Bây giờ ăn 4 giờ được rồi. Đi, Hiếu. Ăn dứt lọ. Thế Hiếu đi rửa tay đi. Hiếu đi rửa tay. Đi. À, chưa rửa tay, bắt sửa mũi bay. Bắt sửa mũi bay. Bên đây. Đấy. Đi rửa tay, Quân rửa tay cho em. Phải nói tiếng Nùng một chút thì pha nó mới hiểu các bạn. Mới đi học chưa hiểu. Vâng. Sang năm nữa, sang năm là đi năm thứ hai thì mới nó sói hơn nhiều. Và cái nó cắm lợn. Nhưng mà cái nhà của chú này không ấy à? Chú như là hai vợ chồng đi làm thuê. À. Đi làm cũng chưa về. Thế con cái của chú đi đâu? Như con cái của Phú đi đi mà. À đi theo á? Vâng. Có mấy mẹ em? Hai người. Có hai em? Vâng. Thế chắc đến Tết là về chứ nhỉ? Có mẹ đi đi làm mà đi chăn nuôi trang trại cho ai ấy. À. Lấy cho con này từ trong như lúc nào mà gió nhiều quá thì bật con. Ờ đúng rồi, nếu mà mưa gió thì phải đi xuống đây ngủ ấy. Lúc nào mưa gió to quá không dám ngủ. Sợ chứ. Nhưng mà chắc là bây giờ không dám nuôi dê nữa à nhỉ? Dê bây giờ khổ thân hai em Hương Thuận nhỉ? Vâng. Lại chết một con. Hôm nọ là con có định mua dê cho Quân đấy, nhưng mà xong lại nghe thấy cái trường hợp như vậy thì là con lại chưa có mua vội. Nhưng mà nếu mà mua tắm chè không? Nếu mà ta làm tắm đi chè không? Mua tắm à? Mua tắm à? Dỗ lê chim có bao nhiêu hàng chim Quân tắm đi chè khác chứ? Ôi. Bố à khoa. Phải ấy đâu, không phải cơm nước gì đâu. Văn này bác chim ổ mà hay phò cả ngó. Cô sư bà thiêm bà có sư đi. Đây, có ba đây. Đấy, cái này này thì mà phò. Quân á. Lúc đó, lấy chín không để ấm vậy. Hả? Cá phò, bùa phò. Bạn tôi bị lần tới nhau su. Cây châu, cây cầm, cây cầm hốt vậy nhé. Bùa phò, bùa nào? Quân ổ bày. Bò nào phò, bò nào? Bò nào, bò nào? Không phải ấy nha, bà nhá. Này đi bác chiêm nữ bác chú mà thăm bữa cha bác mà lằng phô chín khâu bên này nào đấy, bỏ về nó căng lằng lằng nó căng chảy than nào. Ông lại đi đâu rồi? Ông ấy chắc là trong kia lại đun nước bên kia đó. À lại đi đun nước à. Ông là xin phép ấy à. Nhỉ đấy. Ai đó, chân khổ này lâu, yêu. Đây cái nước này nước của Hiếu đây. Mà bác càng tuổi mà Hiếu, càng tuổi mà. Anh càng đấy, anh càng đấy. Mày bảo luôn đi. Hôm nay bà đi xa đấy. Lại.
Ờ, đấy. Vâng, con xin. Ờ, phò tí đi bà nó làm à, lấy bò bà xin tầm phát hả? Ừ, là ừ. Bây giờ nhảy ra cái giống rau. Rau vừa rồi, quân để đâu ngoài giống rau ấy? Không. Rau con để dưới kia. Không, à để cho vào nhá. Vâng. Cho nước mà lấy cái gì che đi. Tại vì mình chưa trồng được thì mình vĩ phỉ ấy không là nó chết đấy. Vâng, cho đây con. À, bà cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé bà nhé. Con đi về đây. Bye bye bà đi. Bye bye bà đi. Bye bye, chào bà đi. Đấy, phải chào bà chứ. Hai tay, khoanh tay vào. Hai tay chào bà, con chào bà. Con chào bà. Ờ đúng rồi đấy, ngoan như thế. Đấy. Con đi về đây. Con chào tạm biệt với ông bà của chú anh chị ạ. Rồi, thế bây giờ cùng anh lên trên để lấy đồ thêm đi. Phải không Hoa? Ừ, lạ. Vậy bây giờ thì cháu Lực cùng bác Chiêm lại sẽ di chuyển đi về thôi các bác. Hôm nay thì rất là vui mừng lại được đón tiếp bác Chiêm ra nhà của em Quân thêm một lần nữa. Quay dưới vào. Cái thước phim này cũng khá là dài rồi, cháu Lực cũng xin được chia sẻ thế này thôi cô bác. Và hẹn gặp cho lại vào chỗ này là con này. Và sau tiếp theo cho vào chỗ này. Bản em. Cho vào cho góc này xong là. Đấy, góc góc cho dựng dựng vào hai cái ấy này.